Dạ, chào chị các bạn. Hôm nay một buổi sáng đẹp trời như các bạn khu vực ở bãi biển Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 6 đây nha các bạn, năm 2020. Biển sáng hôm nay sóng vỗ rì rào. Và như các bạn ta cùng thưởng thức cái không khí biển. Cái mùa này đang là cái mùa mưa nên là trời có chuyển mây nha bạn, chuyển mây đen. Hôm nay đi dạo biển buổi sáng thì thấy trời có mây. Sáng ra đây vận động một chút xíu nha các bạn. Thì các bạn nào ta thích đi dạo biển hay là thích đi bộ có thể chọn cung đường này. Đây chỗ này bên tay phải có khách sạn đang xây nhiều như các bạn. Xây nhiều khách sạn phục vụ du khách đến vui chơi và tắm biển như các bạn. Tại sao là một trong bãi biển rất là nổi tiếng rồi. Thì các bạn mà đi những cái ngày thường á, những cái giờ mà người ta đi chơi thì thường người ta đi cuối tuần thôi, còn nên những cái ngày thường ta đi chơi ít. Wow, còn lác đác vài con sâu biển á. Nên đi dạo biển những cái lúc mà ngày thường như bạn là gần như một mình với biển luôn á, lưa thưa một vài người thôi, nhưng ngắm cảnh rất là sướng. Giờ này nắng đang dịu nhẹ, gió rất là mát. Các bạn mình thấy cái mặt biển sáng nay nhìn xa đường chân trời luôn. Tàu có mấy anh bạn người nước ngoài về hưu như bạn, về hưu về đây họ sống giống như là nghỉ hưu vậy, an dưỡng tuổi già, thưởng thức cái không khí biển và hàng ngày đi tập thể dục.
chỗ này giờ sẽ đi bộ từ đây qua đến cái khúc gần khách sạn Imperial. Wow, trời đang chuyển mưa. Giờ này trời đang chuẩn bị kéo mây đen nha các bạn, trời đang chuyển mưa. Mưa chuẩn bị có thể là chút xíu nó mưa quá. Giờ có nhiễu hột rồi. Bắt đầu có những hạt mưa đầu tiên rớt xuống rồi nha các bạn. Ở đây nghe tiếng sóng biển cũng rất êm tai. Dạ, cảm ơn chị các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại chị các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn chị các bạn.